Cao Đài TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 11 năm Bính Thân, dương lịch ngày 2 tháng 12 năm 2016, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, trưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến họ đạo xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chứng lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất. Các viên chức chính quyền địa phương, quý mạnh thường quân cùng đến tham dự cuộc lễ. Đồng đạo trong, ngoài tỉnh Vĩnh Long và khách thập phương hành hương về dự lễ, ước khoảng 2.000 người. Cao Đài TV xin trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả phim lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn, Thánh Thất Hiếu Phụng Vĩnh Long do Minh Khôi và Mỹ Sang thực hiện. Kính mời quý vị đón xem. Được biết, Thánh Thất Hiếu Phụng được đồng đạo nơi đây kiến tạo bằng vật liệu bán kiên cố vào năm 1947 để có nơi kính ngưỡng Đức Chí Tôn và các đấng thiên liêng. Sau hơn 60 năm, ngôi Thánh Thất đã xuống cấp lại nữa. Mặt tiền ngôi Thánh Thất do ở gần sông nên bị sạt lở đến cửa. Vừa qua, Ban Cai quản Họ Đạo xã Hiếu Phụng lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất và các công trình phụ trên thửa đất 701 m² của họ đạo, để nơi thờ phượng Đức Chí Tôn được an toàn, khang trang hơn. Được sự chấp thuận của các cấp chính quyền, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 17, giấy phép xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2010, Sở Nội vụ cho phép Ban Cai quản Họ Đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 20 tháng 3 năm Tân Mão, dương lịch ngày 22 tháng 4 năm 2014. Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo xã Hiếu Phụng đã cơ bản hoàn thành phần nội tâm chánh điện. Ban Cai quản Họ Đạo xin phép tổ chức lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn được chính quyền và Hội Thánh chấp thuận, nên cuộc lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn đã diễn ra ngày hôm nay. Qua báo cáo của Ban Xây dựng công trình về việc thu chi tài chính, chúng tôi có được các số liệu sau đây. Tổng thu 3.762.650.000 đồng, tổng chi 4.445.193.000 đồng, số ngày công xây dựng 7.365 ngày công, trong đó công quả địa phương là 7.020 ngày. Thank you.
Dương lịch ngày 2 tháng 12 2016 được sự thống nhất chính quyền và Hội Thánh Châu Đài Tòa Thánh Tây Ninh đồng chấp thuận cho họ đạo xã Hiếu Phụng được tổ chức lễ ăn dị một cách trọng thể để thể hiện sự quan tâm và lòng ái chính quyền và của Hội Thánh đối với nhu cầu tín ngưỡng đồng đạo địa phương. Đó là lý do buổi lễ hôm nay. Họ đạo xã Hiếu Phụng rất vinh hạnh được kinh tiếp với điều biện đến chứng dự buổi lễ là một niềm khích lệ vô vàng quý báu trên con đường tu hành lập công bồi đức phục vụ xã hội cùng xây dựng đạo nghiệp tại địa phương. Thưa quý tín hữu, mỗi người sống nơi cõi trần này có ba thể. Thứ nhất, thể xác phàm là đệ nhất xác thân do cha mẹ phàm trần sinh ra, nuôi dưỡng bằng thực phẩm vật chất phàm trần. Thứ hai, chân thần là đệ nhị xác thân, là xác thiêng liêng do Đức Phật mẫu dùng hai luồng sanh khí, âm quang và dương quang, tạo nên chân hồn cho từng người. Do đó, Đức Phật Mẫu là mẹ của toàn nhân loại nên được gọi là Đại Từ Mẫu. Thứ ba, chân linh là linh hồn, là điểm quang linh do Đức Chí Tôn ban cho từng người để tạo sự sống cho tánh linh và khôn ngoan hiểu biết. Do đó, Đức Chí Tôn là cha chân linh của nhân loại nên được gọi là Đại Từ Phụ. Chân linh ngự trị trong chân thần, điều khiển chân thần. Chân thần ẩn trong thể xác, làm khuôn cho thể xác và điều khiển thể xác. Khi hồn vào trong thể xác, thì chân linh ở tại nơi tâm, tức là tim. Điều khiển chân thần dạy dỗ xác thân, làm lành lãnh dữ. Vì tim là cơ quan điều hành và ban phát sự sống cho toàn cơ thể. Chân thần ở nơi não bộ, tức là óc,
để cầm quyền kiểm soát và chỉ huy các hành động của xác phàm, điều khiển xác phàm bằng 7 dòng điện từ. 7 dòng điện từ này đã gắn kết chặt chẽ giữa chân thần và xác phàm từ lúc trẻ sơ sinh. Bởi sự liên quan mật thiết đó, xác phàm dùng 7 dòng điện từ này đòi hỏi, xúi dục, lôi cuốn chân thần, tạo nhiều quan nghiệp nên gọi là 7 dây quan nghiệp buộc ràng. Chân linh minh mẫn cường tráng luôn luôn ngăn cản không cho chân thần nghe theo sự đòi hỏi của thể xác. Nhưng nếu chân linh yếu đuối tối tâm, không đủ sức kiềm chế điều khiển chân thần để chân thần nghe theo sự xúi dục lôi cuốn của thể xác, thì con người sa vào dòng tội lỗi. Khi thể xác chết, linh hồn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi đã làm, bị đày đọa theo luật nhân quả luân hồi khó mong siêu thoát. Cổ nhạc chuyển thể theo thánh giáo đức cao thượng phẩm dạy về luật tam thể. Tam thể xa thân, điểm chân linh bao bọc bởi chân thần do Phật màu tạo thành. Tùy duyên phần đầu thai xuống thế, cho xác thiên liêng nhập vào thân hài nhi. Thân xác phàm nhờ mẹ cha dưỡng sinh, xác thiêng liêng chí tôn Phật màu ban cho.